Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của A2Z Studio. Thì hôm nay trong cái video này á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái Photoshop để tạo những cái điểm đèn bằng những cái điểm đèn spotlight bằng phần mềm Photoshop. Trong quá trình mà render á, mình quên cái phần này đi và mình không cần phải vào cái phần render để mình làm lại nữa, mà mình có thể chỉnh trực tiếp bằng phần mềm Photoshop. Thì ở đây trong cái tấm hình này á, thì mình có thể tạo được một cái vùng đèn ở đây và một cái vùng đèn ở đây. Thì mình sẽ tạo thêm hai cái vùng đèn chỗ đèn ngủ và cái bàn trang điểm này. Rồi thì mình có thể mở phần mềm Photoshop lên. Rồi sau khi mở phần mềm Photoshop thì mình load cái tấm hình vào file của mình và tìm đến cái đường dẫn của bức ảnh đó. Đây thì mọi người có thể thấy ánh sáng của bức ảnh hiện tại đang là ánh sáng buổi trưa hoặc là buổi chiều đó, thì nó đang có cái khả năng đổi vào cái phòng này. Thì để mà mình muốn làm cho đẹp á, thì mình phải giảm được cái cường độ sáng của phòng này lại một chút. Thì mọi người bước đầu tiên là mọi người vào filter, một filter này chọn render và lighting effects. Rồi mọi người thấy nó, sau khi mình vào đây á, thì mình có một cái vùng sáng như vậy và cái tấm ảnh của mình nó đang tối đi. Thì hiện tại á, để cho nó tối đi như vậy thì mình lưu ý một cái nhóm thanh công cụ ở trên đây. Đây thì cái gạch đầu dòng đầu tiên là cái phần spotlight. Rồi đây thôi có nghĩa là ánh sáng nó theo một cái điểm, nó không có giống như cái spot của mình. Rồi vào đây spotlight, cái thứ hai là cái kiểu đèn spotlight và thứ ba là kiểu đèn infinity file. Thì này nó giống như là cái điện đèn 3D đó, thì mình không sử dụng nó, mình chỉ sử dụng spotlight này thôi. Rồi cái dòng thứ hai này intensity, cái này là cái phần cường độ sáng của cái đèn. Đấy. Rồi cái này là màu đèn, rồi màu trắng màu vàng gì đó, thì các bạn có thể tùy ý sử dụng. Ok, và cái này hotspot này là cái vùng đèn to hay nhỏ. Thí dụ như mình muốn cho cái vùng đèn nó như vậy. Đấy. Thì mình sử dụng cái đèn ngủ thì mình nên để cái vùng đèn nó nhỏ thôi. Đó, không cần nó phải tối, không cần nó phải bự. Rồi tiếp theo là cái imprint này á, là cái phần cái cường độ sáng của cái phòng này, cường độ sáng của bức ảnh này. Rồi thì mình phải giảm nó lại một chút, thì giống như là đây là buổi trưa thì hiện tại mình sẽ làm cho cái không gian nó ở buổi chiều khoảng 80 thôi, và sau đó mình sẽ chỉnh cái dùng sáng spotlight này lại, quay nó lại, sau đó mình kéo mấy cái dùng này lại một chút, sau đó mình đưa vào ngay chỗ này và mình nó nhỏ lại. Rồi xuống một chút, chỉnh làm sao mà cho nó mình xoay mấy cái này nè, để mình có thể xoay mình rotate nó sao cho nó hợp lý nhất có thể, sau đó mình có thể giảm cái vùng sáng lại một chút. Rồi mình chọn cho nó 10 thôi, sau đó là cái vùng sáng này cũng 15 thôi. Thì đây là ánh sáng phòng ngủ. Rồi để mà mình sau khi xong cái đèn này rồi đó, thì mình có thể lít vào cái dòng một review này là ok hoặc là cancel. Tiếp theo mình sẽ tạo tiếp một cái vùng sáng top slide bằng lít vô đây. Ở ngay chỗ này mọi người có thể ngay chữ like này, nó có 3 chữ, thì một cái là spotlight, một cái là void light, một cái là infinity này. Rồi chọn spotlight tiếp. Rồi nhìn xuống đây thì nó sẽ ra một cái spotlight thứ hai. Rồi mình cũng sẽ zoom nó nhỏ lại, sau đó mình cũng sẽ kéo nó là 10 và cái này. Rồi mình sẽ xuống cái vùng này, rồi mình đánh cái đèn này cho nó vào ngay chỗ vị trí của cái đây đèn ngủ ngay bàn này. Và đây là mình đang hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần công cụ để tạo ra một cái spotlight cho Photoshop, còn đánh đèn như thế nào và sử dụng nó theo cái hướng nào thì đó là cái tư duy thẩm mỹ của mỗi người ha. Và ok đó, thì sau khi xong rồi thì mình có được một cái tấm hình nó có cái đèn spotlight ở ngay vị trí đó, thì mình có thể vào đây mình nâng cái độ lên. Mọi người có thể cancel và may tách màn này vào cái brightness này vô đây và mình tăng cái tấm độ sáng của tấm ảnh này lên, và ví dụ như là 30 và ok. Rồi thì video của ngày hôm nay đến đây thôi, và cảm ơn các bạn đã theo dõi.